Coca-Cola, Heineken và nhiều doanh nghiệp FDI có tên tuổi đã liên tục được nhắc tên trong những ngày đầu năm 2020 khi có tên trong danh sách truy thu thuế từ hàng trăm đến gần 1.000 tỷ đồng. Nhìn vào con số, có thể thấy công tác chống chuyển giá không hề đơn giản, vẫn còn nhiều lỗ hổng khi mà doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI đều hướng đến mục tiêu đó là tối ưu hóa lợi nhuận. Cuối năm 2019, vụ thanh tra Tổng cục Thuế đã đưa ra kết quả hàng loạt vụ thanh tra điển hình, trong đó có thanh tra công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Coca-Cola, truy thu và phạt hơn 821,4 tỷ đồng, giảm khấu trừ 76,3 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 762,6 tỷ đồng. Theo danh sách Tổng cục Thuế, nhiều doanh nghiệp FDI có tiếng được nhắc tên như Heineken Việt Nam, truy thu và phạt hơn 917,2 tỷ đồng, Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Standard Chartered, truy thu và phạt hơn 19,05 tỷ đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kone Việt Nam bị truy thu và phạt 23 tỷ đồng. Trong nhiều năm qua, không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của doanh nghiệp FDI vào nền kinh tế, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn không ít doanh nghiệp FDI lợi dụng chính sách ưu đãi để chuyển giá, trốn thuế. Những hành vi này không phải là mới mẻ, nhưng để nhận diện và chứng minh được hành vi trốn thuế đối với các doanh nghiệp FDI có tên tuổi như lần này cho thấy nỗ lực và quyết tâm của ngành thuế trong công cuộc chống chuyển giá.